đặc quyền mua xe giá tốt. Hơn một tháng kể từ thời điểm ra mắt và nhận đặt hàng, cơn địa chấn VFE34 mẫu xe điện đầu tiên của VinFast vẫn là tâm điểm thị trường, đặc biệt nhờ chính sách thuê pin khác biệt với nhiều quyền lợi tối ưu mà VinFast mang đến cho khách hàng. Câu hỏi đặt ra là vì sao VinFast phải chọn cách làm tốn công như vậy? Phần lớn các hãng xe, bao gồm cả Tesla cũng đang vận hành theo cách mua đứt bán đoạn, cả xe và pin. Chạm sạc ô tô điện. Sự khác biệt theo giới chuyên gia là ở cách tiếp cận khi VinFast đứng ở góc độ của người dùng để tính toán, thay vì đơn thuần chỉ là nhà sản xuất. Hệ thống pin được coi là trái tim của toàn bộ chiếc xe, thông thường chiếm tới 30-35% tổng giá thành một chiếc ô tô điện. Theo tính toán của các nhà khoa học, dù giá pin giảm tới 90% trong 10 năm qua nhưng hiện tại, mức giá trung bình vẫn còn khoảng 200 USD cho mỗi kW. Với một hệ thống pin 42 kW như của VFE34, theo công thức trên, mức giá của riêng cấu phần pin đã vượt mốc 8.500 USD, tức là khoảng 200 triệu đồng. Nếu tính đầy đủ số tiền này vào giá xe, rõ ràng, mức giá VFE34 một mẫu xe SUV điện hạng C sẽ lên tới gần 900 triệu đồng, thay vì mức giá 690 triệu đồng như hiện tại. Việc bỏ pin ra khỏi giá thành sản phẩm, như lời chuyên gia ô tô Trương Đăng Tân, giám đốc Trung tâm Đào tạo Lái xe Học viện Quốc tế, đã giúp giá xe rẻ hơn, giảm gánh nặng cho người dùng. Việc gỡ bỏ rào cản tài chính sẽ giúp nhiều người sớm được tận hưởng cảm giác trải nghiệm xe ô tô điện với nhiều tính năng thông minh, tự lái và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Kỷ lục hàng nghìn người đặt cọc xe điện VinFast phần nào cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng dành cho loại phương tiện của tương lai này. Với khoản tiền chi trả ban đầu được giảm đáng kể, cơ hội sở hữu ô tô điện đã trở nên lớn hơn với nhiều người. Đặc quyền bảo hiểm toàn phần. Một điểm ưu việt nữa là người dùng được quẳng gánh lo về cấu phần quan trọng nhất của chiếc xe là pin. Nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới đã chỉ ra, một trong những rào cản người dùng chưa chọn xe điện là lo lắng về tuổi thọ pin. Giống như một chiếc điện thoại hay máy tính, việc xả và sạc liên tục với cường độ cao có thể khiến pin già đi. Ngoài ra, nếu gặp các sự cố không mong muốn gây hỏng hóc, số tiền sửa chữa hoặc thay thế có thể lên tới cả 100 triệu đồng. Nhưng nếu cho thuê pin, nhà sản xuất như VinFast sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm với những trục trặc không do người dùng. Theo giới chuyên gia, lúc này pin được coi như một dịch vụ, và người dùng được mua bảo hiểm toàn phần. Pin sẽ được sửa chữa hoặc thay mới khi gặp sự cố hoặc khi dung lượng pin bị giảm sút xuống dưới 70%. Điểm lợi lớn nhất không chỉ là khoản tiền lớn có thể người dùng phải bỏ ra để sửa chữa, thay thế mà còn là tâm lý an toàn với người dùng trong suốt vòng đời sản phẩm. Đó là trải nghiệm không thể mua được bằng tiền, chuyên gia ô tô Trần Huy Đồng đánh giá. Đặc quyền chi phí vận hành thấp. Đặt trường hợp, nếu VinFast đẩy pin vào giá thành sản phẩm, tức là người dùng phải bỏ ra 200 triệu đồng tại thời điểm thanh toán. Nếu chia với số tiền thuê pin hàng tháng là 1,45 triệu đồng, tính ra, người dùng sẽ phải trả ngay tới 12 năm thuê pin, dù chưa sử dụng. Theo phân tích của chuyên gia ô tô Trần Huy Đồng, với thuê pin, người dùng được quyền phân bổ chi phí theo thời gian với mức giá hợp lý. Ông so sánh với Renault, một trong những hãng xe hiếm hoi áp dụng chính sách thuê pin, tại Pháp, gói thuê rẻ nhất cũng lên tới 74 euro hơn 2 triệu đồng cho quãng đường di chuyển khoảng hơn 600 km mỗi tháng. VinFast đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể 1,45 triệu đồng cho quãng đường di chuyển dài gấp nhiều lần 1.400 km trên tháng, theo ông là trợ giúp tốt cho khách hàng Việt. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của xe điện tiết kiệm hơn hẳn so với xe xăng. Với kết cấu đơn giản, ít bộ phận và không có quá trình đốt cháy, người dùng sẽ không phải thay các chi tiết như màng lọc, dầu nhớt, bộ phận lọc không khí, bộ phận ma sát. Ngoài ra, vì không có sự rung động từ hàng trăm cú nổ trong piston để tạo lực đẩy như xe chạy bằng xăng dầu, tuổi thọ các chi tiết trên xe điện dài hơn rất nhiều. Thuê pin thực chất là tổng hòa của rất nhiều đặc quyền, với trung tâm là người dùng, ông Đồng nói. Chính sách cho thuê bao pin của VinFast do đó được đánh giá là bước đi khôn ngoan khi loại bỏ phần lớn rào cản và định kiến của công chúng về xe điện. Hiệu quả hữu hình là đợt đặt hàng bùng nổ ngoài dự kiến của VinFast trong ngày đầu ra mắt vừa qua, với gần 4.000 đơn đặt mua xe trong 12 giờ mở cọc. Đây cũng chính là tín hiệu tốt của thị trường xe xanh trong tương lai.